Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Và hôm nay tiếp tục cập nhật cái thông tin hot nhất, chấn động nhất và mới nhất của ngày thứ 2 của tháng 8 ha. Và hôm nay cũng là ngày 2 tháng 8. Sang đầu tháng mới này có rất nhiều cái thông tin chấn động mà chắc chắn quý vị khán giả sẽ chưa được nghe. 2-3 ngày hôm nay liên tục là những thông tin đối chất cũng như lời khai gian trá xảo quyệt để hòng thoát được cái mức án tử hình. Thì hôm nay thì tiếp tục là những cái thông tin được lộ lọt và được cập nhật bởi những cái nguồn thông tin từ cái kênh của chúng tôi. Thì hôm nay có cái nguồn tin là Thái đã gào thét rất là nhiều trong phòng giam và nói là muốn được gặp bố mẹ. Mình không biết đây là chiêu gì ha. Gào thét rất nhiều trong trại giam và kêu tên của bố liên tục và chỉ muốn gặp bố và có hành động giống như con trai, là đập đầu vô tường và có hành động là như kiểu là muốn tự tử. Mình không biết đây là cái vấn đề, đây là giả chân, gọi là giả điên, giả khùng hay là do Vân An linh thiêng và đã gọi là đã trừng phạt những cặp đôi này. Mình cảm thấy là nó có cái gì đó rất là trùng hợp quý vị ạ. Hết con Trang, ha, đập đầu vô tường, gào thét, giả sống giả chết, đến thằng Thái. Thì theo cái phân tích và theo nội dung ấy, thì thằng Thái này có cái thông tin là do bị ám ảnh bởi những sự việc đã gây ra cho Vân An và bây giờ nó không muốn sống nữa, ha, và nhưng mà được những cái lời khuyên của bên quản giáo và đã chuyển cấp tốc anh này ngay trong đêm sang một căn phòng đặc biệt giống như có gì ghẻ. Là bởi vì những cái người mà bị giam mà giống như tử tù ấy, là nó sẽ có những căn phòng đặc biệt là chống tự tử. Trong căn phòng nó sẽ không có cửa và không có tường, bởi vì là trong đó là bệnh nhân, là những cái người mà là tù nhân ấy, là toàn đập đầu vô tường để tự tử thôi. Mình không biết đấy là một cái hành động gì mà gào thét liên tục. Thằng Thái cứ gào thét, cứ ba ơi mẹ ơi, là con muốn gặp ba. Mình không biết là có cái thông tin nào hay không, nhưng mà có cái thông tin là gào thét liên tục, ha, gây ầm ĩ trong trại giam và đã được đưa sang phòng đặc biệt là cách ly trong tường, nó giống như là bằng xốp vậy quý vị, là không có làm gì được và được canh gác rất cẩn thận. Bởi vì trong cái giai đoạn này là giai đoạn cuối rồi, ha, gần đến cái lúc mà xét xử rồi. Và cái thông tin em cập nhật được ấy là bên những cái người mà quản giáo á thì đã phải khuyên nhủ rất là nhiều là hãy chấp hành tốt cái bản án để được quay trở lại với xã hội. Và có rất nhiều lời khuyên. Và tên này thì hôm nay á, thì ngay trong đêm ngày hôm qua thì đã phải chuyển sang phòng đặc biệt, bởi vì đã có những cái hành vi giống như là bị rối loạn tâm lý. À, nhưng mà mình không biết là phân tích ở đây theo cái nội dung là như nào, nhưng mà mình cảm thấy rằng là có thể là Vân An ở đâu đó ở trên cái trời xa đó, ha, vẫn về và dõi theo đấy quý vị ạ. Người ta nói rồi, những cái đứa trẻ em ấy mà oan ức linh thiêng lắm quý vị ạ. Em không nói xạo đâu, không thể nào mà có chuyện mà họ bỏ qua đâu quý vị, linh thiêng lắm và sẽ dõi theo từng ngày từng giờ. Và quý vị thử nghĩ đi, trong một căn phòng giam ấy chỉ có 4 bức tường thôi, tối om, thì quý vị thử nghĩ xem là có nằm mơ không quý vị. Chắc chắn là sẽ phải day dứt trong lòng, nhưng mà em nghĩ thì một phần ấy là do giả điên giả khùng để mong được giảm án đó, muốn được gặp gia đình. Nghe đâu thằng Thái nói rằng là con chưa kịp báo hiếu với cha mẹ, con hối hận vì sự việc đã làm ra và con chỉ mong có cơ hội để quay trở lại làm lại cuộc đời. Và những câu nói này thì Vân An có sống lại được hay không, đúng không? Dù như thế nào đi chăng nữa thì Vân An đã mãi mãi ra đi, và một nỗi đau về tinh thần, về thể xác đã quá rõ ràng. Và em tin chắc rằng là những cái việc hắn đang trải qua là bị trừng phạt. Quý vị thử nghĩ xem, một người bình thường mà đập đầu vô tường rồi gào thét rồi la hét ầm ĩ lên mà làm cho cái khu đó là thức tỉnh luôn, nó giống như là cái chuyện trong phim vậy quý vị. Bởi vì đang bình thường như này mà cứ đòi đập đầu vô tường và la hét kêu tên bố tên mẹ, thì em nghĩ đấy là một cái sự trừng phạt không hề nhẹ đâu quý vị ạ. Bởi vì cái tội ác mà họ gây ra quá lớn. Vừa hôm trước thì đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, bởi vì dạo gần đây á, là liên tục ha, là cơ quan chức năng đang làm việc liên tục để lấy lời khai. Bởi vì mỗi lúc nó khai một kiểu, sáng nó khai một kiểu, trưa nó khai một kiểu, tối nó khai một kiểu.
thì có nghĩa là những cái lời khai là nó không khớp. Và quý vị biết rồi, những cái lời khai mà gian xảo đó thì chắc chắn là không bao giờ khớp nhau được. Nhưng mà Thái với Trang ấy bây giờ là có rất nhiều cái biểu hiện lạ, là có cái dấu hiệu đập đầu vô tường, có những cái dấu hiệu là tự nhiên là cứ muốn gọi là ngã như kiểu dễ đạch đạch của quý vị, giống như kiểu là giả khùng, giả ngây, giả ngô đấy. Cái mục đích ở đây là để, và trong cái lúc đó thì vẫn gào thét tên bố mẹ. Mình không biết là ở đây có gọi là gào thét tên bố mẹ vậy là có biết bố mẹ cứu được hay không, hay là ai. Bởi vì là theo cái nguồn tin mới là Thái là có cái biểu hiện bất ổn về tâm lý, tự nhiên rồi là gào thét, rồi là kêu, có lúc kêu tên cả Vân An luôn, giống như kiểu nằm mơ quý vị. Lắm lúc là kêu tên rồi là quản giáo vô có thấy nằm ngủ mà. Đó, nói chung là kiểu như cũng bị ám ảnh quý vị ạ, ám ảnh. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng là chưa phải là đã gọi là một cái gì đó trừng phạt được quý vị. Bởi vì là họ đã hành hạ Vân An một thời gian là một năm trời, thì bây giờ mới giam có bao nhiêu tháng đâu, đúng không? Khai thì toàn là khai man, khai láo để hòng chối tội. Chứ bây giờ chúng ta phải nghĩ xem, khi mà hiện tại là những cái thông tin về Vân An nhá, 3-4 hôm nay luật sư không chia sẻ, hình ảnh mới đã không còn, dư luận đã có phần giảm xuống. Đó, nên là hiện nay tất cả chúng ta là phải lên án để luật sư sẽ công bố những hình ảnh mới, hé lộ những cái video sắp tới, và xem những cái hành động mà càng man dợ, càng ác độc, càng rùng rợn thì cái sự căm phẫn trong nhân dân nó lại càng tăng. Như vậy thì những cái người dân họ mới ủng hộ được, đúng không quý vị? Bây giờ ấy, nếu như mà gia đình yêu cầu là không được quay phim, không được chụp hình, không được đăng tải những hình ảnh đau đớn về con, thì nó chả khác nào là đi ngược với xã hội, là xử kín, đúng không quý vị? Tất cả người dân chúng ta, ngay cả bản thân của em đây, lên án cái hành động này để làm gì? Để mong xét xử công khai, tất cả người dân ở khắp nơi đều xem được, đều thấy được, và sẽ được chứng kiến cái kết cục của tòa án là tuyên án là tử hình, thì đó mới gọi là lấy lại công bằng cho Vân An, mạng đổi mạng. Bây giờ chúng ta không cần phân tích một cái nội dung gì. Có rất nhiều quý vị khán giả có nói với em là không phải trình bày một cái gì nữa, cứ tử hình. Thì nếu nói như vậy thì nó lại dễ quá, đúng quý vị? Nếu mà nói như vậy thì quý vị thử nghĩ xem đi, 2 tháng, 3 tháng rồi, 5 tháng không một ai đăng video, không một ai đăng thông tin, rồi đi đâu? Mọi người sẽ cái gì mà xem, đúng không? Bây giờ mọi người nói với em là đừng có nói gì nữa, cứ để in ra pháp luật làm. Vậy thì em hỏi mọi người là hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ quý vị lấy cái gì mà xem, thông tin ở đâu? Đó thì mọi người không hiểu được những cái người làm truyền thông, họ đã phải săn thông tin, chất lọc những cái nội dung, và để truyền tải cho tất cả mọi người chỉ có việc xem và xem, chỉ mất tiền mạng thôi, còn wifi thì miễn phí, có mất cái gì đâu, đúng không? Để chúng ta lên án về hành động này là để đòi lại công bằng cho xã hội, cho những đứa trẻ sau này. Và bây giờ những hành động của Thái này nhá, theo cái nguồn tin em cập nhật được và em phân tích ý, thì Thái đang gọi là cũng như giả chân ha, gọi là giả điên, để làm gì? Để mong cái mức án sẽ giảm xuống và sẽ nhẹ cái hình phạt đi. Hiện nay chúng ta có thể thấy rằng từ cái hôm mà tòa trả hồ sơ điều tra lại ấy, Thái với Trang có rất nhiều những cái biểu hiện bất thường ha, là la hét, quậy phá và còn đánh bạn tù cơ. Đó, đánh bạn tù như đánh không nổi, đánh bạn tù như để nó đánh cho tím mặt. Đó, đánh bạn tù. Nhưng mà sau này này, từ cái lúc mà vào tạm giam thì nó nhiều biểu hiện bất thường nên là phải giam riêng ra. Đó, gào thét, đập đầu vào tường thì quản giáo họ theo dõi thích ngay, thì họ phải đưa cho cái phòng khác, bởi vì những cái phòng họ tính toán chứ quý vị, đúng không? Gần xử án rồi là thà tự tử trong đó còn đỡ hơn ra ngoài thì bị gia đình bị nhục, nên là phải đập đầu vào tường. Nhưng mà chưa kịp, thấy không? Mới đập vô bình bịch vài ba cái là quản giáo vô liền, kéo sang cái phòng bên kia, cho cái phòng mà toàn là suốt xung quanh tường nó mềm, đập đầu rồi không đau như cao su vậy á, đập đầu chết được, cho đập thoải mái, bởi vì ác quá mà, đúng không? Bây giờ có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào cho người ta sống lại được. Còn cái vấn đề nữa là hai đứa này đều có một cái điểm chung, thì có phải là do Vân An hiện về hay không, thì theo em thì cũng có quý vị. Người ta nói sống khôn chết thiêng,
Vân Đan thiêng linh thiêng lắm. Em nói không sai quý vị, chắc chắn là sẽ theo dõi đứa này đến cùng. Nếu hai đứa này mà còn sống sẽ theo đến cùng, không bị cái này cũng bị cái kia, đúng không? Không thể thoát được tội, bởi vì ác quá mà, đúng không? Ác giả thì ác báo thôi, không thể nào tránh khỏi được. Thì ta nói là gieo nhân nào gặp quả đấy, nhưng mà cái gieo họ đây là quá ác độc, tàn nhẫn mà cả xã hội phải lên tiếng. Bây giờ gia đình đang dùng tất cả mọi cách để cứu con, thì cái mà chúng ta phải lên án hiện nay chính là một cái nội dung quan trọng nhất mà ít ai có thể nói là đánh giá được cái mức quan trọng của vấn đề này. Đó chính là về việc phải công khai tất cả những hình ảnh và video trong clip đó. Tại sao? Bởi vì khi mà công khai hình ảnh đó thì cái niềm gọi là thương yêu của trẻ em của chúng ta và những cái sự căm phẫn tột cùng của người dân nó mới lên đỉnh điểm. Và lên đỉnh điểm nó sẽ tạo thành một cái làn sóng bức xúc của dư luận. Và khi mà tất cả mọi người đều bức xúc thì cái vụ án này nó mới được sự công khai, nó mới công bằng được, đúng không quý vị? Quý vị thử nghĩ xem đi, cái ảnh hưởng của dư luận, ngay cả một luật sư hành nghề 20 năm nhưng mà chưa bao giờ tham gia một phiên tòa nào, khi ra có một số lượng khán giả hô tên và chạy theo như vậy, thực sự đấy là điều chúng ta phải suy nghĩ. Một vụ án mà các luật sư làm việc 20 năm chưa bao giờ gặp phải. Những cái người mà họ gọi là bên đốt xác ấy, hỏa thiêu đấy, người ta một ngày người ta đốt hàng trăm thi thể nhưng chưa bao giờ người ta phải khóc. Tại sao một đứa trẻ mà họ lại phải khóc? Bởi vì họ quá thấy đau đớn. Nó mới có 8 tuổi mà vết thương này chưa lành, vết thương kia chồng lên, cái vết thương này đang mưng mủ thì đã có vết thương khác đè lên rồi. Thì quý vị tưởng nghĩ xem đau đớn cỡ nào. Còn cái việc xét thương tật trước ngày 22 tháng 12 thì bây giờ cái lời khai thì nó không đúng. Và tất cả những cái giám định thì phải đều qua những cái bằng chứng đã khám ở bệnh viện tư hay là các bệnh viện khác có giấy tờ chụp phim. Ha, cơ quan chức năng họ sẽ có một cái hồ sơ bệnh án, hồ sơ vụ án, họ sẽ thu nhập tất cả những cái đó, bằng chứng từ bệnh viện, chụp chiếu đó để làm cho những cái thông tin là họ không thể nào chối tội được. Thái với Trang thì bây giờ cứ gọi là vòng vo, đổ lỗi cho nhau. Gia đình ấy thì đang cố gắng tìm những luật sư giỏi nhất liên hệ gia đình Vân An để gây sức ép cho dư luận. Và bây giờ nhá, có rất nhiều cái đối tượng và miệng ấy thì nói là ủng hộ Vân An, đúng không? Nhưng mà cái tâm ấy thì lại muốn là đăng thông tin giả để mọi người hùa theo. Tại sao bây giờ có một số quý vị khán giả nói là tôi rất hiểu cho mẹ Hạnh, rồi là mẹ của Vân An là đã phải đau đớn giường nào rồi, nên là quý vị khán giả hãy ủng hộ mẹ Vân An đi, đừng có chia sẻ hình ảnh đau đớn nữa. Thì đó là những người nhà của gia đình nó, đúng không quý vị? Tại sao lại không được chia sẻ? Chúng ta đã quá đau đớn là mất đi một người con, mất đi một người cháu, mất đi một nhân tài của xã hội rồi, là chúng ta phải cho được xem những hình ảnh đó tra tấn và hành hạ như thế nào. Nó không phải là để bôi cho chất chấu vào người xem, mà để tăng thêm cái sự gọi là ủng hộ, đồng lòng và cái nỗi căm hận những cái tên sát nhân đó, thì chúng ta mới lên án chứ. Nên chúng ta bây giờ tất cả chúng ta đều chia sẻ những cái hình ảnh mà gọi là cười toe toét, vui vẻ, thì chúng ta có bức xúc được, đúng không quý vị? Chúng ta không thể nào bức xúc được, chúng ta cũng không thể nào mà tức được, cái nỗi căm hận nó sẽ không có. Vậy thì Thái và Trang sẽ thoát tội. Đó, nên là em nói với tất cả mọi người rồi, cái điều quan trọng nhất bây giờ là hãy dẹp ngay cái tư tưởng không được đăng clip, không được đăng hình ảnh, không được chia sẻ hình ảnh bạo hành con. Và vụ án phải được xét xử công khai, tất cả các bộ phận tác nghiệp về truyền thông phải được quay và ghi hình trực tiếp, quay cả mẹ của Vân An luôn. Chúng ta đang đi đòi lại công lý, chúng ta đâu phải tội phạm mà chúng ta phải lẩn trốn. Đấy là một sự thiệt thòi quá lớn cho gia đình. Quý vị thử nghĩ xem đi, cả một cái xã hội hàng hơn 90 triệu dân ủng hộ công khai, thì cái người mẹ là mẹ của nạn nhân đó thì lại bảo là không được ghi hình. Thì chúng ta có thể thấy rằng nó một cái gì đó, chúng ta phải nói là chúng ta phải lên án cái điều đó. Bản thân em là ủng hộ nha, bản thân em không phải là bị gì đâu, bản thân em ủng hộ, nhưng đúng thì em phải ủng hộ, còn sai thì em phải nói chứ. Làm gì có chuyện mà bây giờ chúng ta đang đi đòi công bằng chúng ta phải sợ? Chúng ta không phải sợ đâu, chúng ta phải đi hiên ngang, đúng không quý vị? Nên là cái sự việc phiên tòa sơ thẩm đó nó sẽ là một cái bài học. Em hy vọng những cái phiên tòa phúc thẩm sau này này,
nó sự công khai á, thì Thái và Trang phải bỏ khẩu trang ra đó, mà người nhà chị Hạnh thì đeo khẩu trang hay không là tùy, nhưng mà Thái với Trang phải bỏ khẩu trang để cho cả cái xã hội này nhìn mặt bọn chúng mới biết được cái độ man rợ như thế nào. Tại sao một trong số những cái người mà ác nhất của lịch sử lại phải đeo khẩu trang? Đó, nó làm chúng ta bức xúc. Và bây giờ Thái và Trang dù có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cái hành vi chủ mưu hay là những cái hành vi ác độc tàn nhẫn thì đã quá rõ ràng. Camera đã thu thập được, bằng chứng thì đã có, lời khai thì cũng đã có, nhưng mỗi lúc một khác ha. Và cái thông tin ngày hôm nay thì cũng có thể nói là nó sẽ là một cái gì đó rất là chấn động. Bởi vì Trang và Thái đều gặp cảnh tương tự như nhau, đều muốn tự tử, đều muốn gọi là này. Nhưng mà mình nói với tất cả mọi người là hai đứa này nó rất sợ chết, nó không dám đâu. Nó đang cố gọi là hành hạ như vậy để cho người khác thương thôi, đúng không? Để lấy cái sự thương hại của người khác, và lấy cái sự thương hại của người khác để làm gì? Để gặp cha mẹ, có thể nó là sẽ truyền cái thông tin nào đó bí mật ra bên ngoài. Nên là chúng ta phải nói là không được gặp gia đình trong thời điểm này, đúng không? Sẽ thông cung, rồi những cái lời khai nó sẽ bị lọt ra ngoài, và chỉ được những người mà được giám hộ với là được cập nhật thông tin từ báo truyền thông nó mới được gặp thôi. Còn lại gia đình không được gặp. Gia đình là một ruột mà quý vị, bố mẹ đúng không, biết con mình hành hạ có đâu có ai tố cáo đâu. Chị thì đòi lòng đi thỏa thiêu ngay. Em sẽ có cái video phân tích sâu về cái nội dung này nữa cơ ha. Em rất mong quý vị khán giả thì ủng hộ em và ủng hộ luôn các sản phẩm em đang kinh doanh đặc sản của Gia Lai: bò khô sợi, bò khô miếng, bò một nắng, heo một nắng, một kiến vàng. Đây, một cái hộp như thế này nó chỉ với mức giá 250. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ em. Đây, trên này thì có thương hiệu của cá nhân em là Hoàng Sáu TV, có số điện thoại mọi người có thể ăn hoặc là để trên bàn làm kỷ niệm, lưu niệm về cái sản phẩm mà em đang bán. Nó có một cái chất lượng và khẳng định cái thương hiệu của em là uy tín. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ em. Và cái video ngày hôm nay em cũng xin phép dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem hết video này. Chúc tất cả mọi người có một tháng mới an lành, hạnh phúc, một ngày mới ấm áp bên gia đình và người thân. Chào tất cả mọi người.